Mày biết con khỉ này của tao sau khi mà mày nói với em Cam đó là gì vậy? Tao định là tao sẽ có ý định sau là có tiền để dùng bữa đi kia. Mày dạ đỡ con đỡ mẹ mỏi tao mỏi. Thank you.
Giỡn thì đôi lúc cũng nghịch một chút thôi, đôi lúc mà giỡn hoặc có tiếng nhẹ. Thank you.
Tính ra con Ronaldo mới có 10 tuổi mà đã chơi Instagram rồi. Con ổng 2010 rồi, chứ không phải 2009, con nhầm, con ổng 2010. Nhưng mà nó tài năng mà có rồi. Yeah.